Xin giới thiệu cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi trên kênh Người Tây Nguyên. Và ngày hôm nay em lại có một sản phẩm nằm trên trục đường quốc lộ 25, trên đường huyết mạch nối liền tỉnh Gia Lai đi xuống Phú Yên, như quý vị đây ạ. Và từ vị trí lô đất là chúng ta di chuyển lên đến trung tâm huyện Chư Sê là bán kính 8 cây số ạ. Đây, một con đường quốc lộ 25 rộng 50m, và lô đất ngày hôm nay là có hai mặt tiền đường như quý vị. Ranh giới tiếp giáp là từ ngay cái cột điện này này, và kéo sang phía bên cột bê tông kia là 30m và chiều sâu là 42m ạ. Đây, một lô đất cực kỳ là đẹp như quý vị. Còn hướng ngược lại là quý vị chúng ta di chuyển xuống đến Phú Yên ạ, và đi các huyện của tỉnh Gia Lai như là huyện Phú Thiền này, Ayunpa, Krông Pa như quý vị. Đấy, một lô đất là đẹp và có thấp hơn mặt tiền đường là cỡ khoảng 60 đến 70 phân ạ. Đó, có phía sau kia là cỡ 1m. Thì ở đây thì đổ đất cũng rất là đơn giản thưa quý vị. Đó. Và lô đất này ngày hôm nay mà gia chủ mong muốn bán chỉ có 37 triệu trên 1m nha quý vị. Chỉ có 37 triệu 1m mà nằm trên trục đường quốc lộ 25 thì quá là rẻ như vị. Và gia chủ sẽ bao sang tên bìa đỏ cho chúng ta luôn ạ. Và đất của mình ngày hôm nay hiện tại là đang là đất cây trồng lâu năm như vị. Với cái mức giá rẻ hơn thị trường thì quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta muốn sở hữu để đầu tư, hoặc là quý vị chúng ta có thể làm nhà ở, thì đây là một sản phẩm để cho quý vị chúng ta quan tâm ạ. Đây, bề ngang đến đây ạ. Đến ngay cái cột mốc ranh giới đây ạ. Trước 30, sau 30, sau 42m ạ. Và có hướng chính là hướng chính bắc nha quý vị. Và dân cư ở đây thì cũng rất là đông này. Nằm ngay vị trí xã Hờ Bông của huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Và cách trung tâm huyện Chư Sê chỉ có bán kính 8 cây số, cũng rất là gần nhé. Cực kỳ là rẻ hơn thị trường ở đây ạ. Và một cung đường rất là thẳng như quý vị. Đây, dân cư ở phía bên kia cũng rất đông nhé. Với cái mức giá cực kỳ bình dân thì quý vị chúng ta muốn sở hữu thì hãy kết bạn Zalo cho em theo số điện thoại Zalo 0965 812 137 để em gửi thông tin và tư vấn cho quý vị chúng ta rõ hơn về mảnh đất ngày hôm nay nhé. Với cái mức giá cực kỳ là bình dân mà quý vị chúng ta tham khảo để có một cái sản phẩm giá rẻ để quý vị làm một mảnh đất ở mà có mặt tiền đường rất lớn nhé. Và ở phía trong kia thì đất rẻ rất nhiều. Quý vị chúng ta là mua cái mảnh đất này và có thể là mua thêm rẻ nữa cũng được đấy nha quý vị. Và đến đây thì em cùng xin tạm dừng video tại đây. Em xin cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi kênh ạ. Và mời quý vị chúng ta theo dõi trên một đoạn flycam để hiểu rõ hơn về dân cư và mảnh đất của chúng ta ngày hôm nay nhé.